Chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Giờ mệt quá, gã ngứa cho cái đại ca. Con này tính nó tốt lắm nha. Nó ăn là nó nhường cho mấy con nhỏ ăn xong rồi nó mới ăn sau. Ở đây mình đang dọn dẹp cho nó. Đây mấy em này đang ngủ trưa. Hai em này mà thấy ghét không? Bên kia con nữa kìa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you for watching the video. See you again next time.